Đến với Phú Quốc thì chắc chắn mọi người phải thử bún bún quậy rồi. Mà nhiều du khách thường biết đến quán Kiến Xây hay là Thanh Hùng thôi. Nay cùng team Ruti khám phá một quán bún quậy trong hẻm, chủ yếu là dân địa phương ăn và đã bán được 14 năm nha. Muốn nói về đây thì mọi người cứ tìm trên Google Maps là bún quậy Bình Dung, đường Trần Phú. Chạy vào hẻm một đoạn thì thấy bên phải có một cái quán khá là lập sập là đúng nó rồi đấy. Sát bên quán là view biển hoàng hôn cực đẹp luôn á mọi người. Ở đây vẫn làm bún bằng bếp củi truyền thống và đây là quy trình để có một tô bún quậy. Ai dưỡng vừa bằng ngọt thì nhớ dặn không cho bằng ngọt vào nha. Các loại chả cá, chả tôm, mực, ngoài hải sản phải tươi thì bí quyết của một tô bún quậy ngon là nước chấm. Công thức từ người con của nhà ba đời ăn bún quậy như mình là một muối, hai đường, chút xíu bột ngọt rồi thêm hai ba trái tắc với ớt nè. Thật ra thì món này không phải ai ăn cũng hợp, nhiều người nói nó lợi lợi khó ăn nhưng đã biết ăn thì chỉ có ghiền thôi nha. Ai mà chỉ biết cách ăn bún quậy thì để mình chỉ lại luôn. Đầu tiên quậy cho tan nước chấm cho một muỗng vào tô tròn lên. Mỗi lần gấp bún là lại rưới thêm một tí nước chấm vào. Chấm miếng chả nè, chấm miếng mực nè, có ai thấy cái nít mình giật giật không ta? Khẩu vị thì tùy từng người nhưng mà mình thấy cũng ngon ngang ngửa Kiến Xây luôn đó các bạn. Giá thì rẻ hơn chút. Tô phương thức bên thế này có 50k thôi, có thể gọi tô 30-40, thêm đi nước mía 10 ngàn nữa là bao no lăn về luôn á. Điểm trường nơi đây là hơi xa trung tâm và làm khá chậm nên bạn nào đang đói thì kiềm chế đừng manh động nha.